Chào các bạn nha. Nếu các bạn đội nón bảo hiểm mà lâu ngày á thì các bạn nên giặt nón bảo hiểm ít nhất là 1 tháng hoặc là 3 tháng. Các bạn phải giặt một lần để nón bảo hiểm của mình á nó không có hôi hám. Khi mà mình đi đường mình đội thì mồ hôi và bụi bặm nó bám vào bên trong cái nón như thế này, thì khi mà mình để nó lâu mình đội vào thì nó sẽ gây ra ngứa da đầu của mình hoặc có thể là sẽ bị gào nha các bạn nha. Rồi để giặt được cái nón bảo hiểm này á nó thật sạch thì các bạn áp dụng theo cái mẹo này của mình. Trước tiên các bạn nấu ấm nước sôi, các bạn sẽ đổ vào đây, các bạn tiết chế xung quanh nha. Sau đó các bạn sử dụng cái thau nhỏ như thế này và bỏ cái nón mình vào, rồi để đổ thêm nước đóng vào. Các bạn sẽ chế xung quanh, xong rồi các bạn sẽ cho nước giặt xà bông vào đây. Nếu các bạn không có sử dụng nước giặt thì các bạn có thể sử dụng nước rửa chén. Cuối cùng là các bạn sẽ cho 1 muỗng baking soda vào trong đây nha. Sau đó các bạn sẽ dùng nước nóng bên dưới nè, các bạn sẽ chế lên trên đây lại tiếp. Các bạn cứ tưới lên như vậy thường xuyên nha, cứ tưới nhiều lần như vậy ha. Nếu như chiếc nón của bạn á có thể lột ra được cái miếng vải này á thì càng tốt, sẽ dễ giặt hơn ha, mình sẽ dễ dàng ngâm hơn. Còn nếu như mà cái nón không có lột được á thì các bạn cứ để nguyên, cứ để như thế này thì các bạn vẫn có thể ngâm giặt được nha. Bây giờ mình sẽ úp cái nón xuống và mình để khoảng tầm 15 phút ha. Sau khi mình để được tầm 15 phút và ngâm ở trong đây thì các bạn sẽ lấy lên. Đây các bạn coi. Và các bạn nhìn cái nước trong đây nè. Nước vàng khè nhé các bạn nha. Nhờ baking soda và nước xà bông thì khi chúng ta ngâm vào như thế này á thì những vi khuẩn mà nó bám vào bên trong cái nón á nó tự động nó sẽ ra ngoài nha các bạn nha. Chúng ta giặt theo kiểu này á thì bảo đảm á, chúng ta đội vào da đầu của mình á, sẽ không có bị ngứa hoặc không có bị gào nha các bạn nha. Còn bây giờ xong rồi thì mình chỉ cần xả nước sạch lại xong, và mình có thể xả thêm nước comfort để cho cái nón của mình á được thơm, và mình thích cái mùi nào á thì mình xả nước xả của cái mùi đó. Còn nếu mình không thích những cái mùi nước xả thì mình chỉ cần giặt như vậy và xả nước sạch rồi mình đem đi phơi khô. Như vậy là cái nón của mình đã sạch sẽ rồi nha các bạn nha.